một tài ba action. Chúng tôi ngồi kề vai bên nhau, chẳng chua trên đầu súng. Ánh lửa hồng bừng soi đêm thâu, làn khói che sương mờ. Ra trong nguyên thì mình được thấy mặt. Nơi là quê yêu dấu. Ra chỗ anh Hải đào, ngồi sau ấy, ngồi sau ấy, khoác vai đấy cho đẹp. Còn tôi đang mơ, đấy thế mà người tôi đang giấu cách xa muôn dặm mà lòng không xa. Yên. Chúng tôi nằm đầu gối trên tay, nghe chim kêu ngoài bãi, mắt đưa nhìn trời sao lung linh, chuyện mãi quên đêm dài. Bạn tôi cho hay, sau này sóng chiến đấu sẽ lên nông trường, sớm hôm trên đồng lái máy cày. Còn tôi mong sao ba người tôi đang sống sẽ không bao giờ mờ nhạt mãi sau. Giữa khu rừng ngàn năm âm u, nơi biên cương chúa thăm, chúng tôi thường đổi trao suy tư cùng thắp ngọn lửa hồng, cùng chia cho nhau bao hiểm nguy gian khó giữa cơn mưa rừng. Năm không ngừng mặt lên đi ta cho gã thì mất hình ảnh quá. Nhưng khi lưng tựa người ta vui vẻ như thế, ông cắm đầu ông cổ chán đời. Nhiều khi vui sao đang hành quân chiến đấu, lá thư quê nhà truyền tay cho nhau. Nhiều khi vui sao đang hành quân chiến đấu, lá thư quê nhà truyền tay cho nhau, lá thư quê nhà truyền tay cho nhau.